khiếu kiện về tiền nhà tạm cho thuê hoặc bán đi về đâu đã không có kết quả, mà nguyên bí thư chi bộ nhà B9 Kim Liên cùng một số đảng viên đã bị đe dọa cho thôi chức. Cách đây 2 năm, quá bức xúc với cách hành xử từ chính quyền phường Kim Liên, quận Đống Đa, ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên bí thư chi bộ B9, phường Kim Liên, quận Đống Đa và một số đảng viên đã đồng loạt ký đơn xin hủy bỏ các tổ chức đoàn thể và cũng xin dừng sinh hoạt đảng toàn chi bộ nơi ông phụ trách. Khi mà phê bình như thế thì chúng tôi làm đơn xin từ chức hết. Cấp ủy từ chức, đảng viên xin miễn sinh hoạt, tổ dân phố, phụ nữ, cựu chiến binh từ chức hết. Đấy. Thế từ chức hết rồi thì đến lúc ở trên mới bảo phải bầu tổ dân phố. Chúng tôi bảo thế bây giờ ai lãnh đạo để bầu tổ dân phố thì phải đảng chứ. Thế thì lại đến phải nói chúng tôi là thôi các đồng chí sinh hoạt lại đi về thành tích của chung của phường. Nhà tạm được xây dựng để ở tạm, trên thực tế lại xây kiên cố. Theo công văn của Bộ Xây dựng ký năm 2018, thì việc xây dựng công trình tạm phục vụ phá dỡ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4 và B14 Kim Liên phải phá dỡ sau 30 ngày khi người dân về nhận nhà mới. Trên thực tế, những ngôi nhà tạm này vẫn tiếp tục cho những hộ khác đến ở, dù dân tạm cư đã về nơi ở mới. Vậy là diện tích này lẽ ra là vườn hoa sân chơi của người dân khu tập thể Kim Liên này biến thành nguồn lợi cho những thế lực ngầm mà dân không tìm ra câu trả lời. Câu chuyện của ông Thành, tổ trưởng tổ 9, đạt 94% số phiếu bầu nhưng chính quyền cơ sở phản đối. Ông Vương Toàn Lượng, nguyên phó chủ tịch Hội Người Cao Tuổi khu B14 cũng bị cho thôi chức. Phường cứ ép người của phường theo những người mà phường bảo dễ nghe thì để đưa vào trong cái cơ cấu, còn những người mà đấu tranh vì quyền lợi của dân thì lại bị gạt bỏ ra ngoài. Bầu tổ trưởng là quyền của người dân bầu cho tổ trưởng cho mình, vì dân tín nhiệm thì bầu để giúp đỡ dân chứ không phải bầu tổ trưởng cho phường. Người ở dưới này, cái củi, cái người mà đưa vào lò ấy nó cháy hay không, và người ta có dám đưa những các cái củi để làm cho cái lò ấy nó cháy không? Nếu dân chủ cơ sở không phát huy được mà người đưa ra những vấn đề sai trái mà bị chủ dập, bị vu oan mọi thứ, vẫn mọi người vẫn kêu cho vào quên lãng thì không thể nào chống tham nhũng có hiệu quả được. Đảng viên cựu chiến binh người cao tuổi ở khu tập thể Kim Liên lo lắng sẽ chẳng còn thời gian để tiếp tục theo đuổi vụ kiện này vì tuổi các cụ đều ngoài 70. 10 năm quãng thời gian quá dài nhưng họ vẫn chưa có được câu trả lời có hay không việc tư túi cá nhân ở 4 khu nhà tạm Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Những ngôi nhà mới đã bắt đầu xuống cấp, trong khi những ngôi nhà tạm vẫn tồn tại song hành. Chỉ biết rằng người dân Kim Liên không sân chơi, không vườn hoa, không cả lối thoát hiểm cháy nổ.